Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh qua bài hát Big Rock Candy Mountain. Đây là một trong những bài hát mà mình thích nhất kể từ khi mà mình đặt chân lên nước Mỹ, tại vì là nó thể hiện mình có thể học được rất là nhiều cái yếu tố về văn hóa lịch sử của nước Mỹ. Thì bài hát này có tuổi đời đã trên 100 năm và khởi nguồn của nó là một bài hát folk song, tức là cái bài hát dân gian. Sau này thì được một cái người vô gia cư tên là Harry McClintock, thì ông phổ nhạc cái bài hát này và có thay đổi một số cái lời thoại nhất định. Cái bài hát này có tuổi đời trên 100 năm tuổi và nó đã trở thành những cái bài hát gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều thế hệ ông bà cha mẹ và những cái thế hệ ví dụ thế hệ 8X như là chồng mình chẳng hạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh qua bài hát này và một số từ vựng trong bài hát này rất là dễ hiểu, dễ nghe. Nó mang lại rất là nhiều niềm hạnh phúc thì mình nghĩ là bài hát này cũng cũng phù hợp khi mà bạn học cùng với con nhỏ. Ok, mình sẽ để cái đường link đến cái bài hát gốc ở trong phần miêu tả của video để mọi người có thể học hát theo. Thế bây giờ thì mình sẽ hát qua để mọi người biết được cái nội dung và cái giai điệu của cái bài hát này. Đoạn đầu là One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking and he said, "Boys, I'm not turning." Okay. Ý nghĩa này. One evening. Một buổi tối nọ. As the sun went down. Khi mặt trời đi xuống là khi mặt trời lặn. And the jungle fire là đám cháy rừng. Was burning là đang cháy. Dịch là và rừng đang cháy. Down the track came a hobo hiking. Thì đây là cái cụm, đây là một dạng đảo ngữ trong tiếng Anh. Nếu đúng ra nhé, xuôi thì nó phải là a hobo came hiking down the track. Nghĩa là a hobo là cái từ slang word, là giống như cái từ lóng ấy, của a homeless person, một người vô gia cư. Dịch cả câu nhé, down the track, xuống núi hoặc là xuống lối mòn. Came là đi, đi xuống ấy. A hobo, một người vô gia cư. Hiking là leo núi. Thế thì dịch cả cái câu này có nghĩa là một người vô gia cư đang đi xuống lối mòn ở trên núi. Ok. And he said, "Boys, I'm not turning." Và anh ta nói rằng, "Boys." Boys giống như là ôi trời ơi, hoặc là nó là một cái câu cảm thán. And he said, "Boys, I'm not turning." Và anh ta nói rằng, "Mọi người ơi, tôi không quay về đâu. I'm not turning. Tôi sẽ không quay trở lại đâu." Và anh ấy nói tiếp này, I'm heading for the land that's far away, beside the crystal fountains. So come with me, we'll go and see the Big Rock Candy Mountains." Dịch nghĩa nhé. I'm headed for a land that's far away. Tôi đang đi đến. Headed for tức là đi đến nơi nào đấy. I'm headed for a land. Tôi đang đi đến một vùng đất that's far away mà rất xa so với ở đây. Beside the crystal fountains, bên cạnh những dãy núi, bên cạnh thác nước pha lê. So come with me, hãy đi cùng tôi. We'll go and see, chúng ta sẽ đi và nhìn thấy the Big Rock Candy Mountains, những ngọn núi lớn được làm từ kẹo cứng. Thế thì nó cũng chính là cái tựa đề của bài hát Big Rock Candy Mountain, tức là ngọn núi lớn được làm từ rock candy. Rock candy là cái kẹo mà nó cứng và nó dài dài. Ví dụ mọi người Google nó sẽ ra cái hình ảnh của rock candy. Đại khái là nó dài, nó giống như cái hòn, những cái hòn đá, cái tinh thể đá ấy, nhưng mà nó có nhiều màu, thì giống như là cái kẹo mút ấy, dài dài. Tiếp này. In the Big Rock Candy Mountains, there's a land that's fair and bright, where the hand has grown on bushes, and you sleep out every night. Có nghĩa là, in the Big Rock Candy Mountains, những ngọn núi lớn làm từ kẹo cứng, there's a land that's fair and bright. Có một vùng đất, fair đây là xinh đẹp. Có một vùng đất xinh đẹp, and bright, và đầy ánh sáng. Sáng đúng không? Thì mình dịch là đầy ánh mặt trời. Where the handouts grow on bushes. Thì các bạn hiểu là cái bài hát này được hát bằng bởi một người vô gia cư. Thì cái người vô gia cư thì họ hay đi xin tiền không? Thì khi đi xin tiền, ấy, cái tiền mà người ta cho, ấy, tiền từ thiện ấy, thì mình gọi là handouts. Okay? Where the handouts grow on bushes, tức là khi mà tiền từ thiện
mọc ở bụi cây, tức là mình không cần phải đi xin người ta nữa mà mình cứ ra bụi cây mình nhặt tiền thôi. And you sleep out every night, và hàng đêm mình có thể ngủ ở bên ngoài. Thì ví dụ như họ vô gia cư đúng không? Thì ví dụ những cái ngày nóng quá hoặc những ngày lạnh quá họ không thể ngủ được ở bên ngoài. Thì đây là một cái bài hát về một cái vùng đất mà cái người vô gia cư họ mơ ước, nên là họ ước được ngủ ở ngoài, ngủ ngoài trời mỗi đêm. Đoạn tiếp này. Where the boxcars all are empty and the sun shines every day and the birds and the bees and the cigarette trees, lemonade springs where the bluebird sings and the big rock candy mountains. Thì có nghĩa là where the boxcars are all empty. Thì boxcars nghĩa là những cái tàu, tức là cái hobo, những cái người vô gia cư ở Mỹ trước đây ấy, khi mà họ muốn chu du những cái miền đất mới thì họ hay, các bạn xem TV đúng không, thì họ thấy là họ hay chui trộm vào những cái tàu, những cái toa tàu của những cái tàu chở hàng ấy và ngủ ở trong đấy. Thì where the boxcars are all empty tức là họ mong ước là cái vùng đất đấy thì tất cả những cái toa tàu chở hàng đều đều vắng, đều trống, không có người, không có hàng, thì họ có thể nằm ở đấy họ ngủ. And the sun shines every day, và mặt trời lên nắng chiếu hàng ngày. And the birds and the bees and the cigarette trees. And the birds and the bees là có chim muông, có ong bướm. And the cigarette trees có những cây mọc thuốc lá. The lemonade springs có những con suối chảy toàn là nước chanh. And the bluebird sings, và những con chim xanh thì cất tiếng hót. In the big rock candy mountains, ở những ngọn núi lớn làm bằng kẹo ngọt. Tờ tiếp này. In the big rock candy mountains, all the cops have wooden legs, and the bulldogs all have rubber teeth, and the hens lay soft boiled eggs. Ở ngọn núi, ở những ngọn ở nơi ngọn núi kẹo cứng. All the cops. Cops đây là gì? Cops đây là từ lóng của cảnh sát đúng không? Tại vì những người vô gia cư thì ngày xưa hay bị công an họ đuổi mà. Thì all the cops have wooden legs, tức là công an, cảnh sát toàn là chân gỗ, là họ không, chân gỗ có nghĩa là không đi được ấy. And the bulldogs all have rubber teeth. Thì ngày bây giờ thì cảnh sát họ hay dùng chó béc dê đúng không? Chó béc dê là con chó giống Đức, German Shepherd. Nhưng mà ngày xưa ấy thì họ chưa có chó béc dê thì họ hay dùng bulldogs, là con chó bull, để họ đuổi tù nhân. Tức là cảnh sát họ hay dùng con chó bull để đuổi tù nhân ấy. Thì họ ước là cái người lính, người vô gia cư mà hay bị công an đuổi thì họ ước là gì? The bulldogs, những con chó bull, all have rubber teeth. Tất cả chúng nó răng đều làm bằng cao su, rất là cắn không đau. And the hens lay soft boiled eggs. The hens là gà mái, lay là đẻ. Soft boiled eggs. Soft boiled có nghĩa là trứng lồng đào, eggs là trứng đúng không? Thế thì mình soft boiled có đuôi ed thì đọc là đ, đúng không? Thì mình sẽ đọc nhanh thành soft boiled eggs. And the hens lay soft boiled eggs là gà thì đẻ trứng lồng đào. Tức là bên Mỹ ấy, thì họ thích nhất là trứng lồng đào. Thế họ mong muốn là con gà mà đẻ ra một phát là có trứng lòng đào ăn luôn. Và tiếp này. The farmer's trees are full of fruit and the barns are full of hay. Well, I'm bound to go where there ain't no snow, where they don't fall, the winds don't blow in the big rock candy mountains. Nghĩa là the farmer's trees are full of fruit. Là cây của người nông dân đầy trái cây. Thì fruit thì nhìn chung là nếu mà fruit nói chung ấy, thì là không đếm được, nên là họ sử dụng cái trường hợp fruit, họ không có thêm s gì trong trường hợp này. The barns are full of hay tức là những cái trang trại hoặc là những cái trại nuôi động vật ấy, full of hay đều có đầy đầy cỏ khô, đầy rơm khô. All I'm bound to go. I am bound to go. Bound to tức là going to, want to tức là có dự định hoặc là định đi đến. Where there ain't no snow. There ain't tức là there isn't. Nhưng mà cái câu trong cái trường hợp này đáng nhẽ ra phải là there isn't any snow đúng không? Thì họ viết là there ain't no snow. Thế thì khi mà cái này là không phải là văn viết mà cái này là văn nói thôi. Đại khái là ain't mà đi với no có nghĩa là không. Tóm lại là không. Ví dụ như là you ain't no doctor, tức là anh không phải là bác sĩ. Thì như thế thì ở đây họ nói là where there ain't no snow, khi mà ở nơi mà không có tuyết.
Where the rain don't fall. Khi mưa không rơi. The winds don't blow. Là gió không thổi. In the big rock candy mountains. Tức là mưa thuận gió hòa, lúc nào cũng chỉ toàn là ánh sáng, toàn là ánh mặt trời. Tiếp này. In the big rock candy mountains, you never change your socks, and the little streams of alcohol come trickling down the rocks. Tức là ở ngọn núi lớn làm bằng kẹo cứng, you never change your socks, không bao giờ phải thay tất. And the little streams of alcohol, và cái dòng chảy đầy rượu, come trickling down the rocks, chảy róc rách từ trên núi xuống, chảy róc rách xuyên qua khe đá. Thì cái bài này nó không hoàn toàn là cái bài hát dành cho trẻ em, mà nó là cái bài hát dành cho người trưởng thành, nhưng mà nó lại mang rất là nhiều cái niềm hạnh phúc. Tiếp này, the brakemen have to tip their hats and the railway poles are blind. Thế thì như này, the brakeman, tức là ngày xưa ấy, với những cái toa tàu hỏa ngày xưa ấy, khi mà họ phanh lại thì họ phải đặt những cái thanh chắn ở cái bánh của cái toa tàu hỏa để cái toa tàu nó không bị trôi đi. Thì những cái người mà chuyên làm cái nghề như vậy họ gọi là the brakeman. Thì cái nghề đấy nó chỉ tồn tại trong khoảng 100 năm, từ đầu những năm 1800 đến đầu năm 1900 thôi. Have to tip their hat, tức là phải ngả mũ đón chào. Thế thì các bạn hiểu là những cái người vô gia cư ấy, khi mà họ đi đến những vùng đất khác nhau thì họ lên lên tàu là lên lên trộm, người ta không biết. Thế nhưng mà ở đây họ mong muốn là khi mà những người vô gia cư lên những cái toa tàu lên trộm như thế, thì cái người những cái nhân viên làm ở tàu hỏa họ thậm chí còn ngả mũ để đón chào. Tiếp này, and the railway poles are blind. Railway poles chính là những cái người mà ngày xưa ấy, họ làm cái nhiệm vụ là quản lý an ninh của tàu, tức là những cái người mà lính vô gia những người vô gia cư mà họ muốn chui trộm lên ấy, mà railway poles mà họ bắt được thì họ sẽ đuổi xuống. Ok, thế thì anh ấy mong ước là the railway poles are blind, những cái người làm nhân viên an ninh đấy đều bị mù mắt thì để không nhìn thấy là họ trốn lên cái toa tàu. There's a lake of stew, tức là có cả một cái hồ. Stew là cái món ăn mà hầm, ví dụ như là beef stew là sốt hầm thịt bò. The lake of stew tức là một cái hồ toàn là súp thôi. And a whiskey too, và có cả rượu whiskey. You can paddle all around it in a big canoe. Paddle là giống như các bạn đạp vịt đấy. Thì paddle hoặc cũng giống như là mình chèo thuyền ấy. Tức là anh có thể chèo xung quanh cái hồ mà đầy stew, soup và whiskey ở trong một cái cano rất là lớn. Ok, in the big rock candy mountains. Ở ngọn núi lớn làm từ kẹo cứng. Rồi, tiếp này, in the big rock candy mountains, ở những ngọn núi lớn là những ngọn núi kẹo lớn. The jails are made of tin. Tin là giống như là cái hộp cá hộp thịt hộp ấy. Thì những cái hộp thiếc như thế thì họ gọi là tin. Thì the jails are made of tin, tức là nhà tù thì được làm bằng những cái hộp thiếc, tức là vừa nhẹ mà vừa dễ đập. And you walk right out again as soon as you are in. Ok, mình dịch lại này. The jails are made of tin. Nhà tù được làm từ thiếc. And you can walk right out again. Và anh có thể đi ra ngay lập tức. Right out. Tức là đi ra ngay. Again. Lại. Và anh có thể đi ra ngoài ngay lập tức. As soon as you are in. Ngay khi anh bị cho vào tù. Ok. Tiếp này. There ain't no short handles or shovels, no axes, saws or picks. I'm gonna stay where you sleep all day, where they hung the jerk that invented work in the big rock candy mountains. Okay, there ain't no short handles, shovels, tức là there isn't, well, không có, there ain't no, không có. Short handled shovels là xẻng ngắn, những cái xẻng dài ấy, hoặc những cái xẻng ngắn mà họ cầm trên tay ấy, cầm bằng một tay ấy, thì họ gọi là xẻng ngắn, là short handle shovels. No axes, không có rìu. Saws, không có cưa. Nor picks, không có cuốc chim, cái những cái cuốc nhọn nhọn mà họ đập vào đá để cho nó vỡ ra ấy. Ok, I'm going to stay, tôi sẽ ở,
Where you sleep all day, ở nơi mà anh được ngủ thoải mái cả ngày. Where they hung the jerk that invented work. Thì cái đoạn này nó không phù hợp cho trẻ con lắm. Đại khái là anh ấy nói là tôi sẽ ngủ, I'm going to stay, tôi sẽ ở where you sleep all day, ở nơi mà chúng ta có thể ngủ xuyên ngày xuyên đêm. Where they hung the jerk, khi mà họ treo cổ, hung hang là treo cổ, the jerk tức là cái đồ đểu ấy. That invented work, đồ đểu mà nghĩ ra công việc. Ok, tức là họ muốn sống, cái người vô gia cư ấy, họ muốn sống ở một nơi mà không phải làm việc và mình có thể ngủ cả ngày. Và cái người nào mà nghĩ ra công việc thì chúng ta sẽ trừng phạt cái người đấy. In the big rock candy mountains, ở những ngọn núi lớn làm từ kẹo cứng. I'll see you all, tôi sẽ gặp tất cả các bạn. This coming fall, vào mùa thu sắp tới đây. Fall là mùa thu nhé. This coming fall. This là đây, coming là sắp tới. Fall là mùa thu. This coming fall, mùa thu sắp tới. In the big rock candy mountains. Hẹn gặp các bạn vào mùa thu sắp tới ở ngọn núi lớn làm từ kẹo cứng. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Nếu các bạn muốn mình dịch một cái bài hát nào đấy thì gửi cho mình thông tin cái bài hát đấy nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.